Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thủy Nguyên xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng trong khung giờ quen thuộc từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái giải pháp để giúp các con không bị tự ti về chiều cao của mình, làm thế nào để có thể cải thiện được chiều cao thể trạng của các bé trong gia đình. Và đồng hành với chủ đề này, Thủy Nguyên cũng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia viện dinh dưỡng quốc gia. Và ngạ xin được gửi lời chào và rất cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải cũng đã dành thời gian đến với phòng thu dõi em à, vâng xin kính chào quý thính giả của Kinh doanh FM, xin chào MC Thủy Nguyên. Vâng xin cảm ơn bác sĩ và cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao VipTeen tin của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 19001259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a tư vấn.vn, chi tiết tại website bác sĩ tư vấn.vn hoàn là ngay lúc này đây trong 60 phút phát sóng trực tiếp của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng, quý vị thính giả có thể đăng ký số điện thoại với chương trình bằng cách gọi lên đường dây nóng 19006255. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp những câu hỏi mà quý vị quan tâm, làm sao để giúp các con không bị tự ti về chiều cao của mình. Bên cạnh đó là những cái giải pháp để phát triển chiều cao cân nặng cho các bé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần 1 của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng vâng thưa quý vị thính giả chế độ dinh dưỡng thiếu hụt dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ với các hệ lụy như là chiều cao thấp giảm khả năng nhận thức dễ mắc bệnh và hạn chế khả năng làm việc lao động à, suy dinh dưỡng thấp còi thì cũng khiến cho trẻ tự ti ảnh hưởng tới quá trình học tập và tâm lý phát, à, phát triển làm sao để các con không rơi vào tình trạng này thì có lẽ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình phát triển à, chiều cao của các bé thì nó sẽ diễn ra theo một cái quy luật như thế nào à, chúng ta đều biết là chiều cao thì nó có những cái giai đoạn phát triển nhất định của nó thôi và nếu như mà nắm bắt được và tác động đúng đắn vào những cái giai đoạn này thì con cái của chúng ta cũng sẽ đạt được một cái chiều cao nó rất là lý tưởng tối ưu ở trong cái giai đoạn trưởng thành. đầu tiên thì cũng xin được hỏi bác sĩ Lê Thị Hải ạ, à, à vâng cái quá trình phát triển chiều cao thì nó sẽ diễn ra như thế nào? đến tuổi nào thì các bé không thể cao thêm được nữa? À, vâng, à, như chúng ta đã biết thì đối với sự phát triển của một em bé thì cái cân nặng ấy thì có thể là ngay từ lúc sinh ra rồi cho đến kể cả đến lớn lên trưởng thành thậm chí kể cả với những người trưởng thành hay là kể cả về già như chúng ta thì chúng ta muốn tăng cân lúc nào cũng có thể được nhưng chiều cao thì hoàn toàn không khác nhưng lại không phải như vậy chiều cao thì nó chỉ có từng cái giai đoạn của nó thôi và khi mà nó đã qua mất cái giai đoạn đấy rồi thì chúng ta không thể nào mà có thể cho, giúp cho trẻ có thể cao thêm được thế thì cái các giai đoạn phát triển của chiều cao thì đối với đứa trẻ thì bắt đầu uh, cái chiều cao nó phát triển ở cái các cái giai đoạn rất là quan trọng đó chính là giai đoạn đầu tiên chính là giai đoạn em bé nằm trong bụng mẹ tức là cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn bào thai ở cái giai đoạn này quyết định rất là nhiều bởi vì nếu như em bé của chúng ta đẻ ra bị suy dưỡng trong bụng mẹ hay là bị sinh non mà ra cái chiều cao thấp thì sau này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chiều cao của các bé cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn quan trọng đó là giai đoạn em bé dưới 3 tuổi và đặc biệt người ta thấy là cái giai đoạn một nghìn này đầu đời thì trong đó có cái giai đoạn đầu tiên tôi nói là cái giai đoạn trong bào thai rồi thì có cái giai đoạn hai năm đầu tiên của cuộc đời tức là năm thứ nhất năm thứ hai thì chiều cao của trẻ cũng phát triển rất là nhanh chúng ta biết là khi em bé chào đời thì chiều cao trung bình chỉ khoảng độ 48 cho đến 50 cm thôi. Nhưng mà chỉ một năm sau thôi thì chiều cao của các bé đã tăng lên gấp rưỡi tức là khoảng 75 cm rồi. Có nghĩa là ngay trong đầu tiên thì chiều cao của cháu đã tăng 25 cm trong một năm. Thế và đến năm tiếp theo năm thứ hai thì chiều cao của cháu và năm thứ ba thì chiều cao của bé cũng tăng khoảng 10 cm trong một năm nữa. Có nghĩa là trung bình mỗi một tháng là cháu phải tăng gần 1 cm. Và người ta rất nhiều cái nghiên cứu người ta thấy rằng là cái chiều cao của trẻ lúc 2 tuổi thì đã bằng một nửa chiều cao của người trưởng thành rồi. Thế cho nên cái giai đoạn mà chúng ta nuôi em bé cái giai đoạn nhỏ này rất là quan trọng. Nếu như để con bị suy dưỡng thấp còi đặc biệt là suy dưỡng dưới thời kỳ 3 tuổi chẳng hạn thì uh, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiều cao của các cháu sau này. Thế và qua hai cái đoạn ấy rồi thì chiều cao của trẻ cũng chỉ phát triển bình thường thôi, cứ tăng trung bình khoảng 5-6 cm một năm thôi nhưng mà mãi phải đến tuổi tiền, tiền dậy thì và dậy thì, tức là bé gái rơi vào khoảng từ 10 đến 13 tuổi và bé trai thì rơi khoảng từ 13 đến 18 tuổi. Và chúng ta cứ nói chung là cái giai đoạn uh, tiền dậy thì và dậy thì của các cháu là rơi vào khoảng từ 10 đến 18 tuổi. Thì đây là giai đoạn tăng tốc cuối cùng và để có thể cho trẻ rút phát triển chiều cao Và sau khi bé đã dậy thì hoàn toàn Tức là biểu hiện bằng bé gái là có biểu hiện là có kinh nguyệt Bé trai là biểu hiện bằng có hình tượng xuất tinh Thì chúng ta gọi là dậy thì hoàn toàn Và sau khi dậy thì hoàn toàn rồi thì chiều cao tăng rất chậm nếu như trong cái giai đoạn dậy thì thì trung bình một năm các cháu tăng từ 8 đến 10 cm, thậm chí 12 cm và trong ba cái năm thiền dậy thì đó thì có một năm mỗi cháu nó có một năm là đặc biệt chiều cao có thể tăng tốc được có thể tấm 15 cho đến 20 cm. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là nếu như bỏ qua một cái giai đoạn này rồi thì con của chúng ta ít còn cơ hội để có phát triển chiều cao. Tuy nhiên thì cái xương nó sẽ đóng xương hoàn toàn vào, cái, vào cái lúc là 25 tuổi. Có nghĩa là sau dậy thì cũng có những bé vẫn có thể cao được nữa nhưng mà nó sẽ chậm lại hơn rất là nhiều nhiều một năm chỉ một hai cm thôi và thậm chí có những cháu sau khi dậy thì rồi thì hoàn toàn không thể cao thêm một chút nào nữa thế và sau hai mươi năm tuổi thì chúng ta không còn có cách nào để làm cho có thể chiều cao có thể tăng lên được nữa dạ vâng ạ ba giai đoạn rất là quan trọng uh, trong uh, cuộc sống của một người để quyết định cái chiều cao của họ uh, trong cái giai đoạn trưởng thành vâng đầu tiên là uh, thời kỳ bào thai sau đó là cái giai đoạn mà uh, các em nhỏ dưới 3 tuổi và cuối cùng là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì uh, và cũng có nhiều uh, vị thính giả cũng uh, có điện thoại với chương trình và chia sẻ rằng là có khi là chỉ trong một năm thôi trong cái giai đoạn con của họ dậy thì thì uh, các bé dường như đã uh, vươn vai trở thành một cái thiếu nữ hoặc là một cái thanh niên Uh, cao tới hơn 10 cm trong một năm 15 cm nữa và uh, và đó cũng một phần là nhờ uh, những cái sự tác động uh, rất là đúng đắn từ phía gia đình. Uh, như bác sĩ Lê Thị Hải cũng vừa mới trao đổi thì chúng ta thấy rằng ba cái thời điểm vàng này nó vô cùng là quan trọng. Thế nhưng mà uh, chúng ta thấy là uh, có uh, trong hai cái giai đoạn mà dễ dàng quan sát nhất là dưới 3 tuổi và tuổi uh, tiền dậy thì và dậy thì ạ. Thế nhưng mà những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng tới việc uh, phát triển chiều cao của trẻ và yếu tố nào chúng ta có thể can thiệp để trẻ cao lớn ạ? À, vâng, à, thì đúng là cái vấn đề phát triển chiều cao thì nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thông thường thì từ trước đến giờ thì rất nhiều người chúng ta quan niệm là yếu tố di chuyển là yếu tố quyết định nhất. Điều này thì cũng hoàn toàn là đúng thôi bởi vì chúng ta đều biết là thông thường thì bao giờ là bố mẹ mà cao thì bao giờ cũng sinh ra con cái cũng cao hơn còn bố mẹ thấp thì con cái cũng có ít có cơ hội để có thể cao à, tuy nhiên cái điều này cái yếu tố di truyền ấy thì nó chỉ đúng đối với những cái nước mà đã phát triển rồi tức là người ta đã có một cái nền kinh tế rất tốt rồi người ta có điều kiện sống rất là tốt rồi đấy rồi là cái tất cả những cái vấn đề của người ta thì chỉ thì đúng là yếu tố di truyền phải đóng góp đến bảy tám thế nhưng mà riêng đối với những cái nước mà đang phát triển như đất nước chúng ta thì yếu tố di truyền lại không phải là yếu tố quyết định mà yếu tố di truyền ở đây chỉ đóng góp có hai mươi ba thôi và có bốn cái yếu tố nó ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ đầu tiên là yếu tố di truyền thì đóng góp khoảng hai mươi ba và cái yếu tố thứ hai rất quan trọng đó là chính là chế độ dinh dưỡng chế độ ừ. dinh dưỡng đóng góp tới 32%. Ngoài ra thì chúng ta được biết là cái môi trường sống cũng như là cái giấc ngủ của trẻ đóng góp tới 25% và đặc biệt là vận động tập thể dục thể thao đóng góp đến 20%. Và trên thực tế chúng tôi cũng thấy rằng những những cháu bé nào mà từ ngay từ bé đã có một cái chế độ ở cái, cái, cái 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 môi trường sống rất là tốt rồi, môi trường sống trong lành rồi, rồi là tất cả những cái vấn đề giấc ngủ của cháu cũng tốt rồi, đặc biệt những cái bé mà nó đến cái tuổi dậy thì nó yêu thích thể dục thể thao thì bao giờ những cái cháu đó cũng phát triển chiều cao rất là nhanh. Và trong tất cả những cái yếu tố đó thì chúng ta đều biết là trừ yếu tố di chuyển ra còn lại các yếu tố khác chúng ta đều có thể tác động được và trong đó có lẽ là cái tác động dễ nhất chính là yếu tố về dinh dưỡng yếu tố dinh dưỡng là yếu tố dễ tác động nhất. đương nhiên còn vì vấn đề cải thiện cái môi trường sống, rồi thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng gia đình nó cũng hơi bị khó. thế nhưng mà vấn đề về, về giấc ngủ cũng vậy, nó cũng gắn liền với công việc của cha mẹ rồi nó cũng gắn liền với rất nhiều thứ. thế rồi là tập thể dục thể thao thì chúng ta cũng biết là cũng rất là quan trọng rồi nhưng mà cũng không phải là gia đình nào bố mẹ cũng có thói quen tập thể dục thể thao hay là có những cháu sống ở những cái môi trường ở những cái nơi mà cũng không có điều kiện hay là cũng không có thời gian để tập thể dục thể thao thì tuy nhiên à. chúng ta vẫn có thể tác động được. nhưng trong ba cái yếu tố mà có thể tác động được thì tôi nghĩ là yếu tố dinh dưỡng là cái yếu tố mà chúng ta sẽ tác động nhất và cũng là cái yếu tố mà mang lại hiệu quả khá cao. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ à cũng xin được nhờ bác sĩ Lê Thị Hải sẽ phân tích à, kỹ hơn về từng cái yếu tố mà chúng ta vừa mới nhắc đến trên đây. À, xin được đi ngược lại một chút ạ. À. Đầu tiên là à, nói về cái việc à, vận động thể lực đúng cách đi ạ à. thì nó chiếm khoảng à, 20% cơ hội tăng chiều cao cho trẻ. À, vậy thì à, các bé nên à, lựa chọn những cái môn thể thao nào ở từng cái giai đoạn phát triển nào và tập như thế nào nữa để à, mang lại hiệu quả tốt nhất ạ à, thưa bác sĩ. Vâng, phải nói là cái vận động thể dục thể thao thì cũng là một trong những cái yếu tố mà có tác động rất lớn đến phát triển chiều cao của trẻ. Thế thì cái vận động ở đây thì đương nhiên nó đóng góp đến 20% cái cơ hội tăng chiều cao của cho trẻ. Và các cái môn thể dục thể thao mà có tác dụng giãn cơ, kéo giãn cơ, ví dụ như là bơi lội này, tập xà này, đạp xe này, chơi cầu lông bóng rổ này hay là chạy này thì đều là những cái môn mà có tác dụng rất tốt đối với phát triển chiều cao của trẻ. Và không phải chúng ta đợi trẻ lớn rồi chúng ta mới cho trẻ tập thể dục thể thao mà rất nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng ngay từ trẻ sơ sinh mà các cháu được mát xa được vận động đấy chỉ có cái động tác mà đặt trẻ lên nằm xuống rồi duỗi chân duỗi tay bóp chân nắn tay các thứ cho trẻ thì ngay cả những cái động tác ngay từ thời sơ sinh đấy cũng đã có tác dụng kéo giãn các cái cơ của trẻ và đã có thể giúp cho trẻ phát triển chiều cao ngay từ bé rồi thế cho nên là chúng ta tùy từng giai đoạn mà chúng ta lựa chọn những cái môn thể dục thể thao nó phù hợp với từng đứa trẻ từ ngay từ nhỏ thì các cháu sẽ vận động nhờ sự trợ giúp của bố mẹ của ông bà của người nuôi người trẻ thế cho bắt đầu cháu biết đi biết đứng rồi là cháu biết thì từ đến những cái giai đoạn về sau này thì cả trẻ càng lớn thì chúng ta lại càng có nhiều cái cơ hội càng nhiều có cái môn vận động thế thì tại sao cái vận động nó lại giúp cho cái viết thần tăng chiều cao thì rất nhiều thì chúng ta được biết là khi mà chúng ta vận động như vậy thì nó sẽ làm cho khí huyết lưu thông để cho tăng cường cái quá trình trao đổi chất. Thế chính vì vậy cho nên là các cái chất dinh dưỡng nó đi được vào xương vào các thứ nhiều hơn, cho nên là làm cho cái chiều cao của cháu phát triển rất là tốt và cũng rất nhiều công trình nghiên cứu người ta thấy là nếu như những cái đứa trẻ mà tích cực vận động vào ban ngày nhiều thì đến ban đêm ý, thì thực là giấc ngủ của cái cháu đến cũng ngon hơn và khi và đồng thời nữa là cái môn tăng trưởng cũng tiết ra nhiều hơn vào ban đêm nếu như ở những cái trẻ hay thường xuyên vận động. Thế chính vì vậy cho nên là cái yếu tố vận động là cũng đóng vào vai trò rất sức quan trọng đối với sự phát triển chiều, chiều, cao của trẻ cho nên tôi nghĩ là ở cái độ nhất là bây giờ đến cái giai đoạn mấy cái tháng hè sắp tới này này thì các cháu cũng đỡ phải học hành hơn thì nói chung là cha mẹ phụ huynh chúng ta muốn cho con phát triển chiều cao thì tôi nghĩ là đây là cái cơ hội rất là thuận lợi để chúng ta có thể giúp cho cháu có thời gian cũng như là động viên khuyến khích các cháu tăng cường vận động thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà không mất tiền nhiều nhưng mà vẫn có thể tác dụng rất tốt về vấn đề tăng chiều cao của trẻ. Dạ vâng ạ và khi mà hình thành được cho các bé cái thói quen luyện tập thể dục thể thao từ khi còn nhỏ nữa thì sau này nó cũng có rất là nhiều những cái lợi ích à, phòng tránh bệnh tật này chúng ta dẻo dai hơn, cơ thể thì đẹp hơn và bên cạnh đó là cái chiều cao nữa, nó cũng được cải thiện đáng kể à, Tiếp đến là một cái yếu tố liên quan tới môi trường sống và giấc ngủ như bác sĩ nói nó cũng chiếm 25% để góp phần vào cái cơ hội tăng chiều cao cho các bé thế nhưng mà bây giờ thì nguyên thấy rằng là trẻ con đi ngủ muộn lắm ạ à, có thể là vẫn có những cái gia đình duy trì được nền nếp cho các bé đi ngủ vào lúc 8 rưỡi hay là 9 giờ tối chẳng hạn thế nhưng mà à, đi đến đâu cũng thấy là nhiều mẹ cũng phản nàn con nó khi 11 12 giờ đêm chưa ngủ thế thì cái giấc ngủ ạ nó đóng vai trò quan trọng như thế nào à, và cái môi trường ngủ nghỉ ra làm sao thời gian như thế nào là hợp lý để các con có thể là có được cái chiều cao tốt nhất ạ À, vâng, đúng là như vậy. Như tôi đã nói rồi, thì ví dụ như là ở cái nước đã phát triển rồi, tại sao cái yếu tố di chuyển nó quyết định? Bởi vì người ta đã có một cái môi sồng, trường sống rất là tuyệt vời rồi. đấy Rồi là kể cả cái chế độ dinh dưỡng, ăn uống, các thứ người ta cũng tốt rất là nhiều. Người ta không còn cái cảnh như là thiếu đói như là đối với cái nước đang phát triển như chúng ta nữa. Và đặc biệt là người ta rất quan tâm đến cái môi trường sống của đứa trẻ. Thì chúng ta biết là ở một cái môi trường sống trong lành, À, không khí không bị ô nhiễm, đầy đủ ánh sáng thì bao giờ đứa trẻ cũng phát triển tốt hơn rất nhiều. À, tất cả các bậc phụ huynh cũng đều thấy rằng những cái cháu bé nào mà hồi bé mà thường xuyên viêm đường hô hấp, thường xuyên ốm đau, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa hay là bị thiếu ánh nắng mặt trời, còi xương cái thứ vân vân thì chắc chắn đã ảnh hưởng đến phát triển chiều cao rồi. Thế cho nên là cái yếu tố môi trường sống cũng như bệnh tật này thì nó cũng chiếm đến 25% về về phát đồng phát triển chiều cao cho trẻ. Vậy thì muốn để cho trẻ phát triển ra qua tốt thì chúng ta phải cố gắng bằng nói chung là nói cái điều này thì nó cũng hơi khó đối với một số gia đình hay là cũng không ôi với một số ví dụ như là ai cũng thì muốn muốn môi trường trong lành, ai cũng muốn dứt nhưng mà cũng không phải nói điều đấy cũng không phải là dễ đấy. Thế nhưng mà chúng ta có thể uh, tốt nhất chúng ta dành cho con của chúng ta những cái thứ tôi thấy ví dụ đơn giản thôi nhưng mà trong gia đình chẳng hạn thì chúng ta coi như là bố không hút thuốc, ông không hút thuốc chẳng hạn, hay là cửa sổ cái thứ chúng ta để thông thoáng, chúng ta dọn nhà dọn cửa trong lành các thứ chẳng hạn khi chúng ta phải cố gắng hết sức rồi không đun than tổ ong các thứ vân vân tất cả những cái đấy và tránh xa những cái khói bụi gì tôi nghĩ đấy cũng là những cái yếu tố mà chúng ta cố gắng để làm sao mà cho cháu có một cái môi trường trong lành bởi vì cái này nó ảnh hưởng rất nhiều cái đường hô hấp của trẻ những đứa trẻ từ bé mà được sống trong cái môi trường mà đầy khói bụi đầy những cái chất độc hại thì chắc chắn là thường xuyên viêm đường hô hấp mà chúng ta chúng ta thấy bây giờ những cái bệnh dị ứng uh, rất chúng ta gặp rất là nhiều viêm đường hô hấp do những cái đấy rất là nhiều thế thứ hai nữa là về cái giấc ngủ thì tại sao cái giấc ngủ nó lại quan trọng đối với phát triển chiều cao của cái bé thì chúng ta biết là ngay từ thơ sinh thôi các bạn quan sát chúng ta thấy là những cái cháu bé nào ngay từ hồi nhỏ mà nó sinh ra mà nó ngủ rất là ngon giấc ngủ già thì ba giờ chiều cao nó cũng phát triển rất là nhanh và các cụ của chúng ta thì thường có câu là giấc ngủ làm cho đứa bé dài ra cho nên những cái bé nào mà ngay từ thời thơ ấu ngay từ lúc mới sinh ra cứ khóc ra giả suốt đêm suốt ngày quấy khóc thì cũng không bao giờ có thể cao lớn được đấy thế rồi là cái nguyên nhân khóc đêm cũng thể là do thiếu các cái vi chất dinh dưỡng do thiếu canxi các thứ chẳng hạn thì cũng là cái nguyên nhân mà làm cho cái tình trạng khóc đêm của cháu cháu không ngủ được và cái nguyên nhân bệnh tật như là còi xương này viêm đường hô hấp này rối loạn tiêu hóa này, tất cả những cái đấy thì đều ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ. Thế chính vì vậy cho nên là rõ ràng em bé của chúng ta nếu như được sống trong một môi trường trong lành, không ô nhiễm, đầy đủ ánh sáng, ngủ đủ giấc, đi ngủ sớm và uh, ngăn ngừa, tăng cường cái sức đề kháng cho trẻ, làm cho trẻ không mắc các cái bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa hay là còi xương thì chắc chắn những em bé đó lớn lên sẽ có chiều cao rất là tốt. Xin cảm ạ. À, xoay quanh cái câu chuyện là ngủ nghỉ hay là ăn uống thì cái nào quan trọng hơn đối với sự phát triển của một đứa trẻ thì à, không biết bác sĩ Lê Thị Hải đã từng phải giải quyết những cái ca khó như vậy nhờ tư vấn này chưa khi mà một bé đang ngủ rất là say chẳng hạn bà thì muốn là đánh thức con dậy đi để cho nó ăn vì đến giờ ăn rồi còn mẹ thì lại bảo là không vì giấc ngủ nó rất là quan trọng nên là bà cứ hãy để cháu ngủ thêm một lát nữa. Thế thì trong cái tình huống này thì ai là người đúng ạ thưa bác sĩ? À vâng à, trên thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều ạ. À, nhiều khi thì trong gia đình của chúng ta bây giờ thì rất là Việt Nam của chúng ta thì thường là sống nhà nhiều thế hệ, à, hầu hết thì con cái là vẫn thường sống với bố mẹ cho nên là cũng có ông bà là cũng đóng góp rất nhiều vào cái việc chăm sóc cháu và rất nhiều những cái cách chăm sóc cũng như là cái cái chế độ dinh dưỡng à, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu hay là thậm chí là nếu mà ở với mẹ đẻ thì mẹ, mẹ đẻ <laughs> với cả nàng con gái cũng <laughs> xảy ra rất là nhiều thế thì quan điểm của các cụ ngày xưa ấy thì bao giờ cũng quan điểm là cứ phải là cho con ăn thật nhiều cho cháu mà cứ thấy các cháu to béo thứ là cái cụ thích hơn thế là lúc nào cũng chỉ lo cho cái cháu, cháu đói thôi tâm lý của người việt nam của chúng ta thì nước mắt chảy xuôi bao giờ thì ông bà cũng lo cho các cháu rồi lo các con chứ nhiều khi là không có ngược lên đâu có khi là con cái và ông bà chả được lo cho ông bà đâu nhưng vậy. ông bà cũng nào lo cho con đấy là cái, cái 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 cái, cách sống của người Việt Nam của chúng ta là như vậy thế thì gặp trong những trường hợp như vậy thì đương nhiên là theo quan điểm của tôi thì ngủ và dinh dưỡng thì đều là quan trọng cả nhưng mà một cái đứa trẻ mà nó đang ngủ rất là ngon lành thì chứng tỏ là cái giấc ngủ sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Chúng lúc bây giờ nếu mà một đứa bé nó đang ngủ ngon lành như vậy mà chúng ta lại đánh thức cháu dậy thì cháu ngủ giờ mắt và lúc giờ có thể cho nó ăn nó cũng chẳng ăn nữa. Thế cho nên nếu mà gặp hai cái trường đấy thì đương nhiên bà mẹ là đúng thì lúc bây giờ cái, cái cư xử của người con dâu hoặc là hai con gái thì nó dễ hơn như con dâu thì lúc là chúng ta phải giải thích để cho bà hiểu là cái giấc ngủ đối với các cháu bé còn quan trọng hơn cả ăn bởi vì nếu như cháu đói thì cháu đã thức dậy cháu ăn rồi còn nếu như cháu vẫn đang ngủ ngon lành như vậy thì chứng tỏ là cái nhu cầu ăn của cháu chưa cần và hãy để cho cháu ngủ được giấc bởi vì cái giấc ngủ lúc này thì quan trọng hơn đối với cái sự ăn uống của cháu và chúng ta khi cho thức dậy thì chúng ta có thể cho trẻ ăn sau và thậm chí là cái bữa ăn lúc trẻ thức có thể dày hơn lên cũng được làm sao miễn làm ngày mà cái bữa ăn của cái lượng dinh dưỡng chúng ta đưa vào trong ngày cho cháu đủ còn cái giấc ngủ để chúng ta phải để cho trẻ được ngủ tốt thế cho nên là cũng không nhất thiết có những bà mẹ là là cứ máy móc quá là đêm con đang ngủ rất là ngon lành cũng đánh thức con dậy để cho nó ăn chứ không cần thiết là như vậy nếu dạ mà vâng. cháu ngủ qua đêm thì chúng ta cứ để cho cháu ngủ qua đêm và sau đấy sáng hôm sau dậy lúc nào cháu thức dậy thì chúng ta cho ăn sau cũng không có vấn đề gì cả dạ vâng ạ à, những thông tin hết sức là hữu ích và quý vị thính giả đang theo dõi chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 đến 10h30 phút trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho em à, quý vị à, hãy đăng ký những cái câu hỏi về cho chương trình Thông qua đường dây nóng 9-0-0-6-2-5-5 làm sao chúng ta có được à, những cái kiến thức để à, chăm sóc à, các bé thật là tốt, à, đảm bảo là các con à, phát triển về thể chất đặc biệt là có một cái chiều cao tối ưu khi mà trưởng thành. Đây cũng chính là mong muốn của à, tất cả những à, cái thành viên người lớn ở trong gia đình đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái yếu tố quan trọng nhất à, giúp các bé đạt được à, cái chiều cao tốt nhất khi trưởng thành, đó chính là yếu tố dinh dưỡng và theo thống kê là nó chiếm tới 32% cái đóng góp vào cơ hội tăng chiều cao cho trẻ. À, chúng ta thấy rằng là ở các cái giai đoạn phát triển chiều cao trọng điểm thì trẻ sẽ cần được chăm sóc à, dinh dưỡng một cách à, đặc biệt hơn. Thế nhưng mà cụ thể thì à, chế độ dinh dưỡng nó phải là như thế nào và các cái dưỡng chất nào thì cần được chú trọng bổ sung để à, trẻ thoát lùn và lại có được cái chiều cao vượt trội khi trưởng thành thì cũng xin được nhiều bác sĩ Lê Thị Hải ạ. À vâng. À cái yếu tố dinh dưỡng thì đặc biệt là đối với những cái nước còn đang phát triển như đất nước, nước của chúng ta thì đúng là yếu tố dinh dưỡng đóng một vai trò hết sức quan trọng và một cái điều hiển nhiên thì tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta cũng phải công nhận với tôi một điều rằng là những cái cháu bé nào được chăm sóc dinh dưỡng tốt thì chắc chắn các cháu đó sẽ có phát triển chiều cao rất tốt không những cân nặng không những cân chiều cao mà cả cân nặng cả tất cả về các cái khác đều rất tốt chúng ta chỉ cần lấy một cái điều so sánh rất là đơn giản thôi ví dụ như là cùng nguồn gốc ông bà cha mẹ đều ở quê thế nhưng mà những cái cháu mà có bố mẹ thoát ly ra thành phố sống ở thành phố rõ ràng chúng ta thấy là trẻ em thành phố những cái thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng khi mà về quê thì những anh em họ của các cháu là thấp hơn các cháu đến hẳn một cái đầu. Đấy điều đó chứng tỏ là gì ạ? Điều đó chứng tỏ rõ ràng là cái chế độ dinh dưỡng chăm sóc đóng một vai trò hết sức quan trọng đấy vấn vấn đề phát triển chiều cao của trẻ. Đấy. Thế thì ở đây thì À, chế độ dinh dưỡng như thế nào thì là tốt thì chế độ dinh dưỡng quan trọng nhất là các cháu cần được nuôi dưỡng đầy đủ từ lúc cháu ấy còn nằm trong bụng mẹ. Đấy, có nghĩa là những cái cháu bé nào mà không bị suy dinh dưỡng bào thai, không bị sinh non thì chắc chắn sau ra đời các cháu sẽ phát triển tốt hơn. Và cái dinh dưỡng tiếp theo là khi bé chào đời thì bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu rồi tiếp theo là ăn bổ sung hợp lý à, bổ sung hợp lý ở đây là không phải cho con ăn nhiều quá là tốt đấy. có những bà mẹ quan niệm là cho con ăn thật nhiều thịt nhiều đạm vào nhưng mà ăn nhiều thịt nhiều đạm rồi có khi lại làm mất canxi thế cho nên là chưa chắc đã cháu đã phát triển chiều cao rồi cháu lại bị táo bón cháu cũng không hấp thu được các chất dinh dưỡng cũng chưa cho nên là ăn một chế độ bổ sung hợp lý tức là cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng và đặc biệt hiện nay khoa học đã chứng minh rằng những cái vi chất dinh dưỡng đóng một vai trò hết sức quan trọng để phát triển chiều cao của trẻ đó là vitamin d 3 đó là mk 7 đó là các cái vi chất như là canxi kẽm magie bron mangan, đồng uh, choi dsa rồi axit folic vân vân có nghĩa là chúng tôi gọi chung là một cái danh từ là các vi chất dinh dưỡng và thiếu các cái vi chất dinh dưỡng này thì là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng thấp còi ở trẻ em của chúng ta và theo nghiên cứu của viện dinh dưỡng thì hiện nay cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em của chúng ta còn rất là nhiều tất cả những cái trận lứa tuổi trẻ nhỏ thì đến 50 đến 60 là các cháu vẫn bị thiếu canxi rồi các cháu thiếu kẽm đặc biệt tình trạng thiếu kẽm cho đến 70 đến 80 phần rồi thiếu các cái vi chất dinh dưỡng khác à, thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều. Thế thì chính vì vậy cho nên là cái chế độ dinh dưỡng ở đây là thứ nhất là chúng ta cho ăn cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và trong đó có các cái nhóm cung cấp chất đạm, chất béo và đặc biệt là các cái nhóm vitamin và khoáng chất. Và ở đây các vitamin, và khoáng chất thì khoáng chất nào cũng quan trọng cả nhưng mà những cái khoáng chất mà thiết yếu để giúp cho trẻ phát triển chiều cao đó chính là vitamin E3, MK7, canxi, kẽm, magie, bron, silic các thứ vân vân. Thì đấy là DHA nữa. Đấy là tất cả những cái vi chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng để giúp cho em bé có một phát triển chiều cao tốt khi mà em bé trưởng thành dạ vâng ạ chúng ta sẽ cần phải chú trọng bổ sung và chế độ dinh dưỡng của trẻ khá là nhiều các cái dưỡng chất như là bác sĩ lê thị hải vừa mới chia sẻ và nếu như trước đây chúng ta chỉ có cái quan niệm rằng là mong muốn trẻ cao hơn rồi thì thoát lùn thì đơn giản đó là bổ sung canxi canxi có thể có trong khẩu phần ăn hàng ngày của các bé hoặc là có thể được bổ sung bằng những cái dạng bào chế sẵn thì rất là tiện lợi thế nhưng mà gần đây một vài năm trở lại đây thôi thì chúng ta thấy rằng là chỉ bổ sung canxi không thôi là chưa đủ và bên cạnh đó cần phải có cái sự hỗ trợ của MK7 và vitamin D3 nữa. À cụ thể thì như thế nào? À ngày hôm nay cũng xin được nhờ bác sĩ Lê Thị Hải sẽ à thêm một lần nữa lý giải tới các thính giả để chúng ta hiểu về cái tầm quan trọng của bộ ba à, canxi, MK7 và vitamin D3 ạ. Ừ, vâng. À, thì có lẽ là khi nói đến phát triển chiều cao của trẻ thì cái viết để bổ sung canxi, bổ sung kẽm magie thì tôi nghĩ là hầu hết các bà mẹ của chúng ta ai cũng biết được cái điều đó. Và nhiều khi cứ chỉ cần nói đến phát triển chiều cao là nghĩ ngay đến vấn đề bổ sung canxi. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu là canxi thì tự nó không thể nào hấp thu vào trong cơ thể được. Mà muốn hấp thu vào trong cơ thể thì nó lại phải có nhờ có vitamin D3. Đấy. Thế và vitamin D3 có tác dụng tăng cường hấp thu canxi từ ruột đưa canxi vào máu. Thế nhưng mà vitamin D3 cũng có tác dụng tăng cường tổng hợp. Một cái protein vận chuyển canxi đó là osteocalcin, là một cái protein mà được sản xuất ở các cái tế bào tạo cốt bào ở trong tủy xương sản xuất ra. Thế nhưng mà nếu như không có MK7 thì cái osteocalcin này lại không ở thể không hoạt động. Thế cho nên là vai trò của MK7 ở đây thì chúng ta biết MK7 là gì thì tôi cũng nói rất là nhiều lần rồi và hôm nay cũng xin nhắc lại MK7 chính là một cái phân nhóm của một vitamin K2. À, là vitamin K2 à của, của vitamin K thì đây còn gọi là vitamin K2 và chúng ta biết là trong vitamin K thì có vitamin K1, K2, K3 cứ vân vân thì mỗi cái là nó có một cái chức năng khác nhau. Thế thì MK7 ở đây chính là phân nhóm của vị của vitamin K2, K2 thì có MK7 và MK4. Thế thì nhưng mà trong đó thì MK7 là nó có cái thời gian bán hủy lâu hơn và cái tác dụng sinh học của nó tốt hơn cho nên người ta hay dùng để hỗ trợ cái vấn đề phát triển về chiều cao cũng như là hỗ trợ các bệnh về xương khớp cũng như là các bệnh về tim mạch. Thế thì cái vai trò của vitamin K7 thì chúng ta biết là vitamin thì bị cái vitamin K 2 này có nguồn gốc thiên nhiên này thì nó có nguồn gốc từ đâu thì chúng ta biết là đây là vitamin duy nhất mà có nguồn gốc được chiết xuất từ các cái thực phẩm hàng ngày à, trong các loại rau xanh cũng có nhưng mà phải nói là nhiều nhất là trong cái món đậu tương lên men tức là người ta còn gọi là cái món ăn natto của người Nhật Bản là cái hàm lượng vitamin K2 cao nhất và bây giờ gầu như tất cả các thực phẩm chức năng mà được bổ sung vitamin K2 thì cái nguồn gốc chiết xuất hầu hết là người ta đều chiết xuất từ cái món đậu tương lên men là cái món ăn natto của người Nhật Bản đấy thế thì cái, cái, cái liên kết cái cái tầm quan trọng tức là cái gắn liền giữa cái cặp đôi vitamin D3 và MK7 nó liên kết hết sức mật thiết với nhau. Chúng ta biết là vitamin D3 thì từ lâu lắm rồi chúng ta đều biết nó là đóng một vai trò vô cùng quan trọng để hấp thu canxi đưa canxi vào trong máu và nó tăng tổng hợp cái oxit canxi tức là cái protein để vận chuyển canxi. Thế nhưng mà vai trò của MK7 ở đây thì là cái chỗ là nó lại kích hoạt cái oxit canxi từ thể không hoạt động trở thành thể hoạt động và khi nó thành thể hoạt động thì nó mới chuyên trở canxi được đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Ví dụ nó canxi vào trong máu rồi nhưng nếu không được gắn vào cái oxit canxi mà ostein không hoạt động thì nó không chuyển canxi được đến xương không chuyển canxi được đến những cái nơi cơ thể của chúng ta cần và đồng thời thì nó lại lấy canxi ra khỏi những cái nơi dư thừa tóm lại là vai trò của mk 7 là nó kích hoạt cái bộ tin này để lấy đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần và đồng thời lại lấy canxi ra nơi khỏi cơ thể của chúng ta không cần cho nên nếu khi chúng ta bổ sung đồng thời mk 7 với thêm d ba thì không những giúp cho canxi đưa được đến nơi cơ thể cần và đồng thời nó lại lấy canxi ra khỏi những nơi không cần ví dụ như là ra khỏi các mô mềm thì tránh vôi hóa mô mềm ra khỏi các mạch máu tránh tình sơ vữa động mạch đấy nhất là ngay cả đối với người lớn chúng ta biết là cái tình trạng canxi hóa động mạch sơ vữa động mà chúng ta gặp rất nhiều hay là đặc biệt chúng ta sợ nhất là uống thừa canxi thì canxi sẽ lắng động ở hệ thận tiết niệu gây tình trạng sỏi thận tiết niệu dạ, thế vâng. cho nên nhờ có mk bảy thì nó lại đưa những cái canxi dư thừa đó đào thải ra ngoài qua phân qua nước tiểu cho nên là tránh cái sự dư thừa canxi cho nên là cái bổ sung mk bảy là nó có cái vai trò hết sức là quan trọng như vậy thì rõ ràng là chúng ta đều biết là chính vì vậy cho nên là khi mà bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng cho con, đặc biệt là chú ý bổ sung những cái vi chất mà để tăng phát triển chiều cao cho con như chúng ta bổ sung canxi chẳng hạn thì các bậc phụ huynh chúng ta nhớ là chúng ta phải chọn cái sản phẩm mà có cả vitamin D3 và cả MK7. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải và chương trình thì cũng đang nhận được những cuộc điện thoại từ phía các thính giả thông qua đường dây nóng là 19006255 rồi. Trong phần hai kết nối chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị thật là thấu đáo những cái câu hỏi để làm sao chúng ta phát triển tốt nhất để cái chiều cao cân nặng cho các bé trong gia đình của mình. À, có thể nói rằng à, vừa rồi thì bác sĩ Lê Thị Hải cũng đã phân tích đầy đủ các cái thành phần à, để có thể à, góp phần vào cái cơ hội tăng chiều cao cho trẻ à, từ việc là di truyền, dinh dưỡng, rồi môi trường sống, giấc ngủ cho đến à, chế độ luyện tập thể dục thể thao và vận động đều à, vô cùng là quan trọng. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải ghi nhớ một cái thông tin mà ngay từ đầu chương trình thì chuyên gia cũng đã nói rồi, đó là các cái giai đoạn mà chúng ta à, tác động vào nó mang lại cái hiệu quả rõ rệt. Mà nếu như mà vượt bỏ qua giai đoạn này thì à, sau đó cho dù là có cố gắng mấy thì cái hiệu quả mang lại nó cũng không cao. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn là trẻ từ 0 tới 9 tuổi, tức là cái giai đoạn à, sơ sinh và sau đó là cái độ tuổi à, tiểu học ạ. Thì thưa bác sĩ ạ, à, trong cái giai đoạn này các à, bé sẽ cần phải cung cấp à, bao nhiêu canxi, kẽm, vitamin D3, MK7 hay là folic chẳng hạn. Với cái trường hợp mà khó khăn trong việc bổ sung đầy đủ và cân đối các dưỡng chất đó từ thực phẩm thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm bổ sung hỗ trợ nào để trẻ có được cái à, chiều cao tốt nhất ạ vâng. Chúng ta được biết là để đáp ứng cái nhu cầu phát triển chiều cao của trẻ ở cái giai đoạn từ 0 đến 9 tuổi thì đầu tiên các phục vụ huynh của chúng ta cần nắm được cái uh, nhu cầu về các cái vi chất dinh dưỡng đấy như thế nào. Thì đầu tiên nói về nhu cầu canxi chẳng hạn thì chúng ta được biết là đối với trẻ dưới 1 tuổi, đấy, trẻ dưới 1 tuổi thì cái nhu cầu canxi ở một ngày của trẻ là từ 300 đến 400 mg một ngày. Và trẻ từ 1 đến 2 tuổi là 500 mg một ngày, 2 đến 7 tuổi là 600 đến 700, 8 đến 9 tuổi là 800 cho đến 900 và trẻ từ trên một tuổi trở lên thì nhu cầu bằng người lớn của chúng ta tức là 1000 mg một ngày. Thế còn đối với những cái giai đoạn bà mẹ mang thai hoặc nuôi con bú thì nhu cầu canxi cao hơn có thể là 1200 đến 1500 mg một ngày hay là đối với người cao tuổi thì cũng nhu cầu canxi cũng cao hơn. Thế rồi cái, cái vi chất dinh dưỡng thứ hai cũng rất quan trọng đối với phát triển chiều cao của trẻ đó chính là kẽm. Thì nhu cầu về kẽm của trẻ thì trẻ dưới một tuổi thì khoảng 3 đến 5 g một ngày và 2 đến 3 tuổi thì 6 đến 7 g 7 mg một ngày và 4 đến 6 tuổi là 8 mg một ngày và trẻ 6 đến 9 tuổi là 10 mg một ngày. Trên 12 tuổi và người lớn của chúng ta thì cần khoảng 11 đến 12 mg một ngày. Riêng vitamin D3 thì chúng ta đều biết là nhu cầu ở các đứa tuổi lại không khác nhau là mấy. Từ em bé sơ sinh cho đến người lớn thì nhu cầu hàng ngày của chúng ta đều là khoảng từ 400 đến, đến 600 và mg đơn vị quốc tế một ngày tức dạ. là nó tương đương với khoảng 10 cho đến 15 microgram vitamin D một ngày đấy thế còn riêng cái mk7 là cái vitamin mà chúng ta cũng người ta mới nói rất là nhiều nhất trong những cái năm gần đây thì vai trò của nó thì tôi đã phân tích ở trên rồi thì cái nhu cầu ở mỗi cái lứa tuổi nó cũng khác nhau ví dụ như là trẻ nhỏ dưới 6 tháng thì chỉ cần có 2 microgram mỗi ngày thôi nhưng mà trẻ bắt đầu từ 7 cho đến 12 tháng tuổi thì khoảng 2,5 microgram một ngày nhưng bắt đầu đối với trẻ từ trên một tuổi trở lên thì cái nhu cầu này nó tăng cao vượt trội dạ chúng ta biết là ví dụ như từ 1 đến 3 tuổi thì nó là 30 microgram mỗi ngày rồi hay là trẻ từ 4 đến 8 tuổi nữa là 55 microgram mỗi ngày rồi và 9 đến 13 tuổi là 60 microgram một ngày còn đối với thanh thiếu niên và người trưởng thành của chúng ta ấy, thì à, khoảng từ 75 cho đến khoảng 90 microgram mỗi ngày Đấy. Thế như vậy thì rõ ràng ấy, là cái nhu cầu về vitamin K2M10K7 thì Trẻ càng lớn thì cái nhu cầu càng cao và đối với người lớn cũng thế thì cái nhu cầu của chúng ta cũng à, cao lên rất nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là à, chúng ta chọn những cái sản phẩm nào mà nó phù hợp cái hàm lượng chúng ta khi các bà mẹ chọn sản phẩm thì chúng ta phải xem cái thành phần ở trong sản phẩm đấy và đặc biệt ở đây chúng ta chọn à, chú trọng đến cái thành phần MK7 đấy, thì chúng ta phải xem là cái hàm lượng MK7 có đáp ứng được đủ với cái nhu cầu của con hay không. Đấy, thì à, hiện nay thì tôi biết là trên thị trường thì cũng đã có rất nhiều những cái sản phẩm mà có chứa cả MK7 cả vitamin D ba nhưng mà có cái sản phẩm mà nó đáp ứng được đủ các cái nhu cầu đủ các cái chất dinh dưỡng cho trẻ và trong đó đặc biệt là người ta đã bổ sung đủ cái nhu cầu MK7 cho trẻ thì ví dụ như là trẻ à, bắt đầu từ 6 tháng tuổi là chúng ta có thể bổ sung được cái sản phẩm này rồi thì chúng ta dùng cái sản phẩm Previtin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia thì có chứa đầy đủ cả vitamin D3 MK7 theo đúng nhu cầu của trẻ ở lứa dạ tuổi này và đặc biệt là canxi dạng nano rất dễ hấp thu ngoài ra trong đó còn có chứa kẽm canxi magie bron mangan đồng nữa thì đấy là những cái vitamin và những cái khoáng chất mà rất quan trọng cho phát triển chiều cao của trẻ. Em bé bắt đầu từ 4 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng sang sản phẩm Previtin 3. Thì Previtin 3 khác Previtin 2 là nó cũng cung cấp đầy đủ uh, vitamin D3, canxi nano, MK7 thì nó còn chứa thêm tất cả những cái dưỡng chất khác như kẽm magie như nhau thế nhưng mà đặc biệt ở cái giai đoạn này thì người ta bổ sung thêm dha và taurin tức là hai cái vi chất dinh dưỡng rất là quan trọng để giúp cho phát triển về thị lực và trí não của trẻ bởi vì chúng ta biết là trẻ bắt đầu từ 4 tuổi rồi năm sáu tuổi là cháu bắt đầu đi học rồi thế cho nên người ta chú trọng bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng này để giúp cho vấn đề phát triển về trí não của trẻ nhưng mà đồng thời vẫn bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển chiều cao cho trẻ dạ vâng ạ à. đúng là bây giờ có những cái sản phẩm mà được à, bào chế sẵn như thế này thì sử dụng nó rất là tiện lợi à, nếu không thì à, các à, mẹ thông thái của chúng ta sẽ lại phải à, à, ghi chép tìm hiểu về những cái con số làm sao mà cung cấp đầy đủ cho trẻ cái lượng à, canxi rồi thì kẽm rồi à, D3, MK7 vân vân chẳng hạn nhưng mà cái việc tính toán này rồi thì cân đối đưa vào thực phẩm nó cũng không dễ dàng một chút nào cả và thủy nguyên thấy rằng là à, những cái giải pháp mà lựa chọn những cái thực phẩm bổ sung à, những cái loại à, à, thực phẩm chức năng hoặc là những cái loại thuốc chẳng hạn thì nó cũng sẽ rất là tốt mà các mẹ cũng không mất nhiều thời gian. Đó là cái giai đoạn cho trẻ từ 0 tới 9 tuổi với cái đặc điểm phát triển của các bé thì chúng ta cũng có thể sử dụng Previtin 2 hoặc là Previtin 3. Thế nhưng mà chuyển sang cái giai đoạn là tiền dậy thì và dậy thì thì trẻ cũng có những cái biến đổi về thể chất cũng khá là nhiều và đây cũng là một cái giai đoạn đặc biệt quan trọng giúp tăng chiều cao cho các bé và cũng là cái giai đoạn cuối cùng nữa. Các mẹ có thể nhìn thấy con nó có một cái sự uh, uh, trưởng thành uh, vượt bậc uh, cái chiều cao nó uh, tăng một cách là bất ngờ chỉ trong một năm thôi làm thế nào để có thể có được cái kết quả uh, mỹ mãn như mong đợi như vậy uh, thì cũng uh, uh, xin nhờ bác sĩ Lê Thị Hải có thể giới thiệu những cái sản phẩm nó cũng tiện lợi như là Tin 2 là Tin ba được không ạ? À vâng, à, thì đối với khi mà em bé mà chúng ta ở dưới 10 tuổi thì thì cái sản phẩm Previn 2 và Previn 3 là sản xuất dưới dạng cốm và cái ở mỗi độ tuổi khác nhau thì người ta bổ sung các cái thành phần vitamin D thì tương đối là giống nhau rồi nhưng mà cái thành phần vitamin MK7 hay là canxi hoặc là cái vi chất dinh khác thì nó có hơi khác nhau một tí nó tăng theo lứa tuổi. Thế thì đến giai đoạn mà các cháu từ 10 tuổi trở lên thì chúng ta đã biết là các bé đã bắt đầu có thể nuốt được viên rồi. Thế cho nên người ta chuyển sang cái dạng sản xuất là cái dạng đóng viên. À, đóng viên cứng thì thứ nhất là sẽ tiện lợi cho các cháu dùng hơn và đồng thời là ở những cái viên này thì cái hàm lượng về MK7 cũng như là hàm lượng uh, uh, canxi hoặc hàm lượng các cái vi chất dinh dưỡng khác nó cũng cao hơn rất là nhiều và đặc biệt trong cái sản phẩm vitin ấy thì nó còn chứa thêm cái sản phẩm choleoytin là một cái chất mà nó tác dụng kích thích cái sự tiếp hợp, dài ra rất nhanh cho nên là ở cái lứa tuổi này là nó làm cho tại sao là cái lứa tuổi mà tăng tốc chiều cao nhanh nhất ở trong tất cả cái giai đoạn phát triển của trẻ thế thì uh, khi mà em bé bắt đầu từ trên 10 tuổi trở lên thì uh, các bậc phụ huynh của chúng ta có thể tìm mua những cái sản phẩm mà bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng này và hiện nay thì cái sản phẩm viết tin của công ty dược phẩm sinh ra là cái sản phẩm chứa đầy đủ uh, cái nồng độ MK7 đủ theo cái nhu cầu của trẻ ở cái lứa tuổi này và đồng thời nữa là chúng ta biết là trong đó thì có chứa vitamin E3 và đặc biệt là đa dạng các cái vi chất thiết dinh dưỡng thiết yếu để giúp cho xương dài nhanh và chắc khỏe như là canxi, magie, magan, kẽm, đồng, boron, chloride, acid folic và DHA. Đấy là những cái vi chất dinh dưỡng hết sức cần thiết để giúp cho cái vấn đề phát triển chiều cao của cháu ở cái lứa tuổi này. Thế và cũng trong cái sản phẩm này thì dạng canxi và kẽm là ở cái dạng nano cho nên rất dễ hấp thu và an toàn cho à, các cháu sử dụng. À, cái liều sử dụng thì một ngày chúng ta dùng 4 viên chia hai lần, mỗi lần hai viên. Chúng ta uống vào trước bữa ăn sáng sau 30 phút hoặc là sau ăn một giờ chia làm hai lần và cái thời gian dùng thì tốt nhất là nếu có điều kiện thì chúng ta nên dùng liên tục để đạt kết quả tốt nhất còn tối thiểu thì chúng ta dùng mỗi đợt cũng phải khoảng 3 tháng và một năm thì dùng khoảng 2 đến 3 đợt đấy và tôi cũng xin nhắc lại là dù là bổ sung vi chất dinh dưỡng thì hay là chế độ ăn uống thì nó cũng mới chỉ đóng góp có 30 32 để phát triển chiều cao cho trẻ thôi cho nên là bên cạnh cái vấn đề chúng ta bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng này kết hợp với chế độ ăn uống thì các bạn tất cả các bậc phụ huynh chúng ta luôn luôn phải nhớ là cho con sinh hoạt điều độ và tập thể dục thể thao cũng như là ngủ đủ giúp đóng giờ thì đấy là chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố thì chúng ta mới mới mong muốn đạt được cái chiều cao lý tưởng cho con em mình. Dạ vâng ạ xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải chuyên gia đến từ Viện dinh dưỡng quốc gia cũng đã thông tin tới quý vị thính giả của em trong chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay có thể nói rằng là bây giờ khi mà chúng ta cha mẹ mà có chiều cao không được thực sự là đáng tự hào lắm thì vẫn hoàn toàn có những cái giải pháp để con của chúng ta sau này à, tự tin à, trước à, công chúng rồi thì à, tự tin à, để tìm được những cái công việc tốt nhất cũng như là à, cái cơ hội à, tìm được một người bạn đời à, hoàn hảo chứ đúng không ạ? À, chỉ đơn giản bằng việc là chúng ta à, các bậc à, cha mẹ thông thái hãy dành thời gian quan tâm đến các con nhiều hơn, hãy chú ý đến những cái giai đoạn phát triển chiều cao tốt nhất của các bé và chúng ta có những cái sự bổ sung kịp thời những cái dưỡng chất à, như là phần à, thông tin rất là chi tiết mà chuyên gia ngày hôm nay bác sĩ Lê Thị Hải cũng đã chia sẻ với quý vị thính giả. À, ngay sau đây thông qua đường dây nóng 19006255, những câu hỏi của quý vị thính giả đã đăng ký với chương trình với nội dung liên quan tới cách để có thể là cải thiện chiều cao cũng như là chăm sóc cho các bé thật là tốt nhất. Thì ngay sau đây chuyên gia, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ lắng nghe và tư vấn dành cho quý vị. Xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ, đã có tín hiệu nối máy cùng chương trình. Alo. Alo ạ, à, em mới chào chương trình ạ. À. Dạ vâng, chào vị thính giả, chương trình dạ, xin nghe câu dạ, hỏi của anh. Dạ, chào Hải ạ. À. Vâng, chào bác Em báo vâng. cáo bác là em rồi có hai cháu lớn, cháu lớn là 4 tuổi rưỡi, cháu trai ạ. À. Vâng. Thì cháu gái là 2 tuổi rưỡi ạ. Vâng. Thì cháu lớn là, là được 20 cân, nhưng mà chiều cao của cháu thì giờ 4 tuổi rưỡi mới được có 1m03. Vâng. Còn cháu gái nhà em thì, thì 2 tuổi rưỡi thì được 13 cân và được có 85 phân thôi. À. mà em cũng cũng mua nhiều cái loại thuốc như bác nói lắm mà không không biết thế nào là đủ thế nào là thiếu ấy. thì em à. cũng nhờ bác tư vấn bây giờ em muốn cho cháu lên khám ấy để bà. tìm cái gì thiếu cái gì đủ ở cái viện nào và địa chỉ như nào và nhờ được bác sĩ thì tốt đấy ý em là như thế thì bác sĩ Vâng, ạ. Cũng. cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến chương trình và cũng lại tin tưởng muốn tìm khám. Thì thứ nhất ấy thì cũng nói cho bạn là thực ra thì con bạn ấy thì là 4 tuổi rưỡi thì cân nặng của cháu như vậy là 20 cân là hơi bị nhiều Ở Và. cái tuổi này thì 4 tuổi rưỡi cháu chỉ cần khoảng độ 17 cân rưỡi thôi Và. Thế tuy nhiên là thôi thì trẻ con nữa hơi hơi mập mạp một tí thì trông cũng yêu đúng không? Thế nhưng Và. mà cái chiều cao của cháu ấy, thì 1 m ba thì thực ra là hơi thấp một chút thấp một chút thôi chứ còn thực ra là so với chuẩn thì cháu còn chỉ thấp hơn chuẩn quốc tế một chút thôi chứ còn thì so với bình thường thì cũng chưa đến nỗi nào ở cái lứa Vậy. tuổi này một m ba thì chiều cao của cháu bây giờ đang bằng đúng bốn tuổi đấy, và Vậy. nửa năm nửa tuổi nữa thì cháu cộng thêm độ khoảng ba cm nữa thì nếu như của cháu bây giờ là phát triển tốt thì bây giờ khoảng một m sáu một m sáu bảy làm sao mà cho đến năm tuổi thì là khoảng được một m một đấy thế thì cháu là bây giờ nếu mà so với chuẩn thì đúng là thiếu khoảng độ 3 cm thôi 3 cm rưỡi thôi thì cũng hơi một chút thôi chứ cũng không có đến nỗi lắm cho nên là cũng không phải quá lo lắng đâu bây, bây giờ ấy, thì nếu như mà bạn đã bổ sung các cái sản phẩm cho con rồi thì bây giờ là tốt nhất là bạn phải chú ý đến cái vấn đề vận động và giấc ngủ của con nhá dạ. vận động và giấc ngủ của con rất là quan trọng thì nếu mà nghe chương trình hôm nay thì bạn đã thấy tôi đã phân tích rất kỹ về cái vấn đề vận động và giấc ngủ của các cháu rồi thế cho dạ. nên phải cố gắng cho con đi ngủ sớm rồi sáng bố cũng chịu khó dậy sớm một tí dẫn con đi tập thể dục thể thao thì tôi nghĩ là đấy là cái điều rất 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 quan trọng của cái lứa tuổi này nhá Như nhà, nhà cháu thì các cháu nó có cái thói quen ngủ từ 10 giờ Bây Rồi giờ em phải thay thôi. Dậy, có, ừ. có quá Thực bạn? ra thì ngủ từ 10 giờ thì cũng chấp nhận được, nhưng mà có nhiều Bà. gia đình là ngủ 11 tại vì làm sao bởi vì là từ cái tầm 10 giờ đến, đến 12 giờ đêm ấy là cái thời điểm mà cái môn tăng trưởng nó tiết ra nhiều nhất. Thế cho nên lúc đấy là cháu phải ngủ say rồi cho nên kể ra ngủ được từ 9 rưỡi thì tốt bởi vì là lúc để làm sao đến 10 giờ là con ngủ say rồi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy rồi thứ hai nữa là 6 rưỡi dậy thì bây giờ là không có thời gian để thể dục. Bây giờ mùa hè này có thể dậy từ 5 rưỡi được không? Đấy hay là mốt nhất là 6 giờ ít nhất thì cũng dành độ khoảng 30 phút tập thể dục mà không thì buổi chiều về à, thì em cho các cháu vận động thể dục thể thao thì tôi nghĩ cũng rất là quan trọng. Thì tuy nhiên là cháu là bây giờ là cái chú ý cái chế độ ăn là đừng có cho ăn nhiều chất ngọt, chất béo là có thể là sẽ bị thừa cân đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là cái chiều cao thì chỉ thấp một chút thôi thì về em cố gắng là à, ấy và cái chế độ ăn là, 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 cho cháu ăn những cái thực phẩm dầu canxi ví dụ như sữa chế phẩm từ sữa nó thừa cân như này thì uống sữa không có đường thôi thế rồi được. là ăn rau hoa quả và đặc biệt vận động thể dục thể thao thế còn được. cái cháu được. thứ hai thì là cũng chiều cao cân nặng thì hai tuổi rưỡi cân nặng 13 cân là cũng quá bình thường luôn tại vì bé gái thì hai tuổi là chỉ cần 11 cân rưỡi thôi và hai tuổi rưỡi thì nó chỉ còn 12 cân rưỡi thôi con được 13 cân là cũng rất là tốt rồi thế thì được. chiều cao thì cũng hơi thấp tí ti thôi thì ví dụ như là hai tuổi thì là 85 86 phân thì ví bây giờ 2 tuổi rưỡi thì nó khoảng độ 8 90 phân. 8 thì 89 phân đấy. Thế nhưng mà em, thì em cháu cũng thấp nhỉ? không không thấp quá đâu, thực ra là cũng tạm ổn. Nói chung là thế này là tôi nhưng nghĩ là cái lúc quan mà... cho các cháu mà đi khám ở cái nào để tìm để Đấy, tìm, để khám, khám thì bây giờ tìm, em tìm, cho tìm, cháu tìm, đến, tìm. đến viện dinh dưỡng. Viện để dinh tìm dưỡng, tìm dưỡng số đó. 2 IX xanh. ạ. Vâng, đấy thì tôi cũng nhưng làm ở đấy. Vâng, tôi làm ở đấy. Vâng. Thì em lên đấy em em gặp bác cũng được không được thôi em cứ đi vào em yêu cầu chỗ phòng chỗ tiếp đón là được nhá dạ dạ rồi. em cảm ơn bác. Thế dạ. thì cho cháu vào đấy cần thiết thì nếu mà xem đã bổ sung đã đủ hay chưa thì cho cháu làm xét nghiệm máu nhá dạ, thế em, còn em, lại em, thì em lên đấy. vâng rồi, dạ. rồi cảm ơn bạn dạ vâng dạ, xin cảm, cảm ơn à, vị thính giả vâng một ông bố tuyệt vời khi mà đã à, dùng rất là nhiều những cái biện pháp mà cập nhật và chúng ta vẫn còn là mong muốn là trực tiếp thăm khám các bác sĩ dinh dưỡng nữa để được à, tư vấn tốt nhất cho các bé trong gia đình của mình à, cảm ơn anh à, chúng ta sẽ cùng nối máy với vị thính giả tiếp theo ạ cũng đã đăng ký qua đường dây nóng một chín sáu hai năm năm alo ạ Dạ vâng, à, rất là tiếc khi mà chúng tôi à, chưa thể nổi máy được với vị thính giả cũng đã đăng ký với chương trình. Bây giờ thì à, xin được à, chuyển đến bác sĩ một câu hỏi của một thính giả cũng đã email về hòm thư biên tập a989.vn với nội dung như sau: à, chào bác sĩ, ạ à, con trai út của tôi rất cao so với các bạn cùng trang lứa. Bản thân vợ chồng tôi và con lớn cũng rất là cao. À, con lớn tôi 15 tuổi, cao 1m79, tôi cao 1m77. À, thế nhưng tôi lo lắng khi thấy nửa năm à, lại đây chiều cao của con trai út giữ nguyên. Ngoài ra cháu có biểu hiện dậy thì sớm như là bắt đầu mọc lông. À, cháu chơi thể thao nhiều bao gồm bơi lội, đá banh, đi xe đạp. Xin hỏi bác sĩ cháu có thể bị ngưng cao từ 12 tuổi hay không? Có cách gì giúp cháu cao thêm hay không ạ? Xin chào à, bác sĩ. Vâng, xin chào bạn. Thực ra là đúng là nhà bạn thì đã có cái yếu tố di truyền rất là quý rồi là bố mẹ cũng cao rồi đặc biệt là trong gia đình thì anh của cháu cũng đã rất là cao rồi mới 15 tuổi gần mét tám thì tôi nghĩ là, là quá tuyệt vời. Thế thì cháu trai năm nay 12 tuổi thì cháu đã cao hơn các bạn rồi và thứ hai là bây giờ lại có những cái biểu hiện của dậy thì thì thực ra bây giờ bé 12 tuổi mà có các cái biểu hiện dậy thì như là bắt đầu như là cái, cái dấu hiệu của cái cái cái, của tiền dậy thì như là bắt đầu mọc lông mu hay là à, các thứ rồi là giọng ồm ồm rồi mụn trứng cá thứ vân vân thì đấy cũng là bình thường thôi chứ cũng không gọi là dậy thì sớm nữa đâu ạ đối với bây giờ ấy, cái dậy thì sớm ấy là bây giờ là cái tuổi dậy thì của các cháu ở cái thế hệ bây giờ là nó sớm hơn so với cái thế hệ trước rất là nhiều đấy ví dụ như là cái thời kỳ ngày xa xưa của thời kỳ của chúng tôi chẳng hạn ấy, thì ngày xưa các cụ cứ nói là, là, là gái thập tam à, gái, à, tam thập lục ấy tức là ví dụ như là con gái là phải 13 tuổi mà con trai phải là 16, 16. tuổi đấy. Thế à. nhưng mà bây giờ thì không thế nữa. Con gái bây giờ thậm chí các cháu bé bây giờ chỉ có 9 10 tuổi ấy, thậm chí 11 tuổi thôi Có rất nhiều cháu ở lứa tuổi đấy nó đã bắt đầu có biểu hiện dị thì rồi, thế là bé gái nó có kinh rồi hay là bé trai khoảng 13 14 thôi là bắt đầu là nó giọng ồm ồm rồi thậm chí nó có biểu hiện rất tinh rồi thì bây giờ người ta quy định dậy thì sớm là bé gái phải trước 8 tuổi đã hành kinh và bé trai là trước 9 tuổi đã có những cái dấu hiệu 火。 của của thì mới gọi là gì thì sớm cho nên con của bạn bây giờ 12 tuổi mà cháu đã có những cái biểu có những cái biểu hiện như là mọc lông mua gì đấy thì cũng không gọi là gì thì sớm nữa thì đương nhiên thì cái điều mà bạn lo lắng nhất là gần đây là nửa năm lại đây thì cháu không tăng à, chiều cao một chút nào thì cũng có thể là do những cái năm trước là cháu tăng chiều cao nhanh rồi thế cho nên là đến cái giai đoạn này nó có thể hơi chứng lại một chút và mới có 12 tuổi thôi thì bạn cũng đừng lo lắng là con bạn không cao nữa bởi vì con trai 12 tuổi mới là đang bắt đầu bước vào cái tuổi nó cao nhanh thế cho nên cũng không có gì lo lắng cả thì tôi nghĩ là bây giờ cái quan trọng nhất là cháu đã yêu thích thể dục thể thao như thế là rất là quan trọng rồi nhưng mà bạn cố gắng là làm sao mà động viên khuyến khích cháu là sắp xếp bài vở làm sao mà cho nó thật là khoa học mà làm sao mà đi ngủ được sớm đừng có thức khuya quá đấy cái thứ hai nữa là ngoài ra nữa thì bạn cũng có thể bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng mà giúp cho cháu có thể phát triển chiều cao tốt ở cái lứa tuổi này đấy, ví dụ như là bạn có thể cho con uống cái viên uống vip Tin của những công dược phẩm vinh gia chẳng hạn cháu đã 12 tuổi rồi thì bạn hoàn toàn có thể cho cháu uống 4 viên một ngày chia hai lần và thời gian uống thì tối thiểu là một đợt uống khoảng 3 tháng và một năm thì bạn dùng cho cháu khoảng 2 đến 3 đợt. Thì tôi nghĩ là cứ tiếp tục uống thêm cái sản phẩm này và kết hợp với cả vận động thể dục thể thao cũng như là giấc ngủ rồi là kết hợp với chế độ ăn uống nữa thì tôi hy vọng là cháu cũng sẽ có chiều cao giống như của anh cháu. Dạ vâng ạ, xin được Cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ thì chương trình cũng đã gặp gỡ được vị thính giả tiếp theo trên đường dây nóng 19006255 rồi. Xin mời vị thính giả sẽ đặt câu hỏi. Alo ạ. À, alo à... Dạ vâng. Em chào bác sĩ, à, bác sĩ cho em hỏi là con em em à, nó học lớp 6 mà nó cao cũng 1m3 với nặng có 32 cân có phải thấp bé quá không ạ? À? Học lớp 6 là năm nay là 12 tuổi à? Cháu sinh Bởi năm nào? Em nói năm sinh cho bác nè à. 2007 ạ 2007, thế bây giờ là 12 tuổi đúng không? Vâng. cháu là bé gái hay bé trai bé trai bé trai ở à? ờ, bé trai thì đúng là bây giờ mà là là 12 tuổi mà có một mét ba thì đúng là thấp thật em ạ tại vâng. vì là mỗi một bé trai thì chỉ cần 10 tuổi thôi thì đã phải một mét ba rồi và bây giờ là 12 tuổi thì bây giờ là cháu phải khoảng gần mét sáu con em đúng là quá thấp nhá cái cân vâng. cân nặng với chiều cao của cháu bây giờ ấy là như thế này là cháu lại đang có xu hướng bị thừa cân đấy em ạ bởi vì làm sao bởi vì cháu cao có mét ba thôi mà đã nặng những 32 cân đấy cho nên là chắc chắn là chắc là hồi bé cháu bị thấp bé đúng không Vâng ừ, con em nữa à, bé lắm, rồi đấy nó thì tốt. đấy là cái hậu quả đấy cho nên là nếu như em nghe cái chương trình hôm nay ấy, thì cái chiều cao ấy, nó có mấy giai đoạn và cái giai đoạn phát triển quan trọng nhất của con em là cái giai đoạn nhỏ cái thời kỳ thơ ấu của cháu là cháu đã bị thấp còi rồi và rất cả những ừ. cái cháu bị thấp còi hồi bé thì sau lớn lên là chiều cao không tăng được và chỉ có tăng cân nặng thôi và cuối cùng lại dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì khi ở nửa tuổi trưởng thành ừ. đấy và bây giờ là cháu mới có mét 3 thôi mà 32 cân là là đang hơi bị mập Đấy, tại vì nếu mà mét 3 thì bây giờ bình thường nó chỉ khoảng 25 cân thôi Đấy, chứ còn 32 cân là đang thừa cân so với chiều cao Thế còn đương nhiên là so với tuổi 12 tuổi của cháu thì cháu vẫn đang thiếu Tại 12 tuổi là bây giờ nó phải 45 cân Nhưng mà nó phải cao trên mét 6 cơ, khoảng mét 63 cơ Đấy, cho nên là cháu bây giờ là quá thấp và đương nhiên thì chắc là hồi bé bị dinh dưỡng cho nên bây giờ là cái chiều cao ở thấp thì tuy nhiên bây giờ thì cháu bắt đầu bước vào đứa con trai thì bây giờ nó 12 tuổi thì cũng mới bắt đầu bước vào tuổi tiền dậy thì thôi cho nên là cháu cũng vẫn còn cái cơ hội để cao nhá em cũng đừng bố quá bội bi quan tất nhiên là cháu cũng sẽ thiệt thòi hơn các bạn vì hồi bé mình bị còi rồi thế nhưng mà bây giờ giai đoạn này thì là đây là cái giai đoạn cơ hội cuối cùng để em có thể giúp cho cháu tăng chiều cao tốt nhất thế thì tốt nhất là bây giờ là thứ nhất là em phải cho cháu là cháu phải thập thể dục thể thao này đi ngủ sớm này đấy nghe tất cả những cái gì mà mà bác đã nói trong lúc đầu này rồi chế độ dinh dưỡng cố gắng là bổ sung cho con những cái dưỡng chất ví dụ như chắc cái chế độ ăn hàng ngày là phải uống sữa này đấy rồi mà bây giờ cháu đã hơi thừa cân như này là phải uống sữa không có đường thôi chứ không được uống không có đường rồi ăn tôm cua cá ăn rau xanh nhiều và quan trọng nhất là phải đi ngủ sớm và tập thể dục thể thao thế ngoài ra nữa thì em có thể mua cái sản phẩm hỗ trợ bổ sung thêm cung cấp những cái di chất dinh dưỡng cho cháu tăng chiều cao đấy ví dụ như là cháu năm nay 12 tuổi thì em có thể cho cháu uống cái viên uống uh, Vipin của công ty dược phẩm Vinh Gia ngày cho cháu dùng 4 viên chia hai lần sáng hai viên chiều hai viên và em uống tối thiểu là thời gian khoảng ba tháng sau đó nghỉ một vài tháng rồi lại uống tiếp một năm bổ sung được khoảng hai ba đợt cho đến năm cháu 18 tuổi thì may ra hy vọng là cháu cũng có thể cao được lên không được cao lắm nhưng ít nhất thì cũng phải đạt cái chiều cao uh, bằng cái hàng số sinh học của người Việt Nam hiện nay là con trai ít nhất nó phải một mét sáu bốn sáu năm chứ còn nếu mà để dưới một mét sáu thì sau này sẽ rất thiệt thòi cho cháu trong cái cuộc sống sau này cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu sau này nhé. Ừ cô ơi cháu hỏi là uh, cháu không có điều kiện nắm mà uh, cháu thích visa không biết là cháu đang uh, nghiên cứu ở đấy nhưng không biết là nó có uh, uh, giá thành nó như thế nào nhỉ cô nhờ cô biết không? À, thì cái này là cháu hỏi đến cái chỗ tư vấn uh, dạ. của của chúng ấy nhá của cái chỗ <laughs> sản phẩm đấy ví dụ như cháu có thể gọi đến cái tổng đài bác sĩ tư vấn một chín chứ còn ừ. bác thì bác cũng không biết giá cả đâu nhá mà hỏi thế... đến đấy ừ vâng ừ. dạ. có nhà cháu đây là kiểu như bố nhà thì đi làm ăn xa ở dạ. nhà bà thành ra là nói cái năm nắm của ờ, kiểu chăm, như xác. mà cháu thỉnh thoảng mới ừ. uh, mua sữa thì mua sữa linh uh, tinh ấy lúc ừ. thì mua sữa này múc nuôi sữa kia <laughs> mà ăn uống thì rau không ăn đấy thì nói chung ấy thì cháu nói cái là cô đã hiểu ngay rồi là vì cái điều kiện gia đình bố mẹ không có điều kiện chăm sóc con cái từ bé cho nên là con cháu nó bị suy dinh dưỡng từ từ thơ ấu cho nên là đến bây giờ nó đã lớn này rồi nó vẫn cứ thấp lùn như vậy đấy. thế nhưng mà hậu quả sau này là lại còn béo phì nữa cơ. thôi thì dù bận rộn thế nào cũng cố gắng là có một dịp nào đấy là cố gắng mang con đi khám một cái nhá. đấy mang lên viện dinh dưỡng khám cần thiết thì các bác sẽ hướng dẫn chế độ ăn Phải bổ sung về để ông bà chăm sóc cho cháu nữa. Đấy rồi nhắc ông bà ở nhà là phải bảo các cháu chịu khó vận động rồi đi ngủ sớm xem tivi cứ từ ít thôi. Nói chung là cái này trẻ con là cả một cái quá trình chăm sóc. Đấy thì các cháu là thiệt thòi là bố mẹ đi làm bận công việc rồi là vì, vì mưu sinh phải đi kiếm sống không có thời gian chăm sóc con thì cũng là cái thiệt thòi cho cháu. Nhưng mà thôi bây giờ thì còn cái giai đoạn cuối cùng này thì mình phải cố gắng nhé để cho cháu nó cố gắng nó cao lên một chút chứ nếu mà để lại dưới con trai mà để dưới mét rưỡi mà dưới mét sáu thì sau này là rất là khổ cho cháu nhá. Thế những con, con nhà cháu cô nó bà ừ. nó còn kém ăn lắm nó không chịu ăn. Đấy không kém ăn thì đấy cũng phải cần phải đi khám dinh dưỡng để các bác sĩ có thể bổ sung thêm những cái vi chất khác, ví dụ như bổ sung thêm kém, bổ sung thêm men tiêu hóa những để cho cháu ăn nữa nhá. Vậy. Thì cái đấy cũng cần phải cho cháu đi khám một lần thì cố gắng hai vợ chồng sắp xếp cho con đi lên dinh uh, dưỡng. Cháu uh, cô ơi, cháu ừ. muốn cháu uống uh, ấy thì uống uh, Đấy tin Minh ra là ấy à cô. Đấy là cái đấy là chỉ hỗ trợ tăng chiều cao, thế còn cái vấn đề về ăn uống thì cháu có thể cho nó uống thêm men vi sinh. Nếu mà chưa đi khám được thì có thể mua thêm men vi sinh, ví dụ như men vi sinh Golden Lab đấy vâng. à, cũng được cho cháu ngày hai gói, cho giúp cho cháu nó khi mà bổ sung cái men vi sinh nữa cũng giúp cho cháu ăn tốt hơn nhá. Vâng. Ờ. Ê, chào cảm ơn cô à nhé. À, dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chương trình và xin được nhắc lại tổng đài tư vấn để thính giả có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm đó là 19001259 hoặc số 0896509509 ạ. À, và tạm biệt với vị thính giả vừa rồi, chúng tôi xin được nối máy ngay với vị thính giả tiếp theo cũng đang có những câu hỏi của mình. Alo ạ. Alo, chào à, chị vâng. vâng. chào anh. À, mời anh giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. À uh, chào chị tôi tôi là Giỏi tôi ở Đông Anh ạ. À. Dạ vâng. Chào bác sĩ Hải ạ. À. Vâng chào bạn. Vâng uh, thưa bác sĩ Hải là cháu có hai đứa con đứa lớn ừ. là năm nay đẻ con trai là đẻ năm 2012 và cháu gái là đẻ năm 2016. Thì uh, cháu trai trước là cháu uh, bây giờ là nặng 24 kg, chiều cao của cháu là 1,3 thì xin hỏi uh, à thứ hai nữa là cháu gái là uh, cao một và nặng 15 cân thì xin hỏi bác sĩ là hai cháu của nhà cháu thì có vấn đề gì về cần thiếu dinh dưỡng gì không ạ? Vâng, thứ nhất là bạn có hai bé một trai một gái như thế là rất là đẹp rồi đúng không ạ? nguyện nguyệt, thế thì thì phải nói là, là đầu tiên đấy là cái cháu sinh năm 2012 tức là năm nay là cháu 7 tuổi đúng không? Vâng. À, 7 tuổi thôi mà đã cao 1m30 thì quá tuyệt vời rồi nhá không có gì để nói, không biết là à, cũng xin hỏi là, là là bố mẹ có cao không mà con cao thế? Để nhà cháu cháu toàn người ngoài mét 7 rồi ạ. Ừ thế thì quá tốt rồi con gì nữa cho nên là bây giờ hiện tại là con bạn quá tốt luôn. Bây giờ là chiều cao của cháu một mét 3 là bây giờ là cháu đã cao bằng bé 9 tuổi chứ không phải là bé 7 tuổi nữa nhá. Thế cho nên là ừ. quá tuyệt vời rồi, thế còn cân nặng 24 cân ở cái lứa tuổi 7 tuổi này thì cũng là tốt rồi. 7 tuổi bình thường chỉ có 22 cân rưỡi thôi, con bạn 24 cân là rất tốt. Nhưng mà vì chiều cao của cháu là 1,3 cho nên là cháu 24 cân là cũng vẫn còn hơi thiếu cân một tí đấy. Có nghĩa đúng, là trông chồng... hơi, vâng ờ, hơi gầy đúng rồi, tại vì là bây giờ này là 1,3 là cháu bằng bé 9 tuổi mà 9 tuổi thì nó phải 27, 28 cân cơ. Thế cho ừ. nên là cũng hơi gầy một tí nhưng mà cũng không sao, con cao như thế là được rồi cái chiều cao thì bây giờ nó hơi gầy tí thì dễ mà cho con ăn thêm một tí vào là được thôi cho nên là cái cháu đầu của nó rất là tốt rồi cháu thứ hai thì cũng lại quá tuyệt vời luôn là bây giờ sinh năm 2016 là bây giờ bây giờ mới có 3 tuổi mà đã cao bằng bạn 4 tuổi rồi cân nặng thì cũng gần bằng 4 tuổi rồi thế cho nên là tóm lại thì rất là chúc mừng bạn và bạn có hai đứa con rất là cao lớn và khỏe mạnh Thế có cần phải bổ sung cái gì nữa không hả, bác sĩ? À, nếu như cháu ăn uống tốt rồi thì không cần phải bổ sung gì nữa. Bạn hoàn toàn vâng. nhưng mà nếu như vào hoặc là không có cũng phải lưu ý thêm là những cái cháu có phát triển chiều cao nhanh như thế này thì cũng vẫn có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng đấy. Nhưng nếu như cháu có những cái biểu hiện ví dụ như nó kêu đau mỏi nhức chân tay này, hay là kêu đau mỏi chân về đêm này, hay là ví dụ như ra nhiều mồ hôi này hay ngủ không ngon giấc tức là những cái dấu hiệu mà về biểu hiện của thiếu vi chất dinh dưỡng thì mới cần phải bổ sung. Còn nếu không thì cháu chỉ cần ăn uống đầy đủ hàng ngày và uống sữa, thứ rồi ăn các cái thực phẩm rồi thì không cần bổ sung nữa vâng báo cáo bác sĩ là cháu lớn ấy thì ừ. là, là à, thằng đấy thì nó kém ăn hơn đứa con gái ừ. thế nhưng mà nó mỗi bữa nó vẫn ăn được một bát cơm và khoảng tầm nửa bát thịt sữa thì vẫn uống bình thường à, thế, sữa ngày Tôi uống được khoảng mấy trăm ml nhà, nhà cháu là không cho ông uống nhiều có những lúc nó thích thì nó tối nó uống một phát hai hộp liền ừ. à, thực ra thì như thế này bởi vì là nó uống sữa nhiều quá như thế cho nên là đến bữa nó không ăn được cơm nhiều thôi có gì đâu thế cho nên là bây giờ ấy là phải không phải uống sữa chỉ uống sau bữa ăn thôi không được uống trước bữa ăn đấy và à. cho cháu ăn cháu tuổi này nó phải ăn hai được hai bát cơm thì cân nặng nó mới lên được tăng thêm ừ. lên nhá đấy cho nên là cái vấn đề ở đây là phải không cho cháu ăn vặt và đặc biệt có uống sữa thì cũng uống sữa không có đường thôi và uống sau bữa ăn chứ không được uống trước bữa ăn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả đã kết nối với chương trình và cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Lê Thị Hải hy vọng là đã mang đến những thông tin cực kỳ hữu ích dành cho quý vị thính giả. À, cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao vip tin của Dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc... 0896509509 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a còng bác sĩ tư vấn vn chi tiết tại website bác sĩ tư vấn vn đến đây thủy nguyên xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano vitamin d3 và mk7